Hello, mình chào tất cả các anh em ha. Hôm nay mình vừa hoàn thành xong hai con máy anh em. Đây là con máy mình đang test, là con máy 20 feet anh em. Là con kế bên là con này, là con này là con 16 feet, cũng chiên nước ngọt anh em, một vàng một đục một trong. Đây là con 20 feet ha, lưng rộng anh em. Đây mình sẽ test con 20 feet cho anh em xem ha. Đây tải bóng 2 bóng 2000 anh em, một bóng 1000 ha. Rồi cái đầu nó lì. Máy thì rất là lực anh em, thì cũng dễ chỉnh ha anh em. Thì chạy bit ba chế độ thì nó cũng dễ chỉnh. Đây là cái nút mạnh yếu ha, dặn lên là mạnh ha, dặn lên gì là mạnh, dặn xuống là yếu ha. Còn công tắc ba chế độ, số 1 là băm ha, băm trộn, số 2 đánh lì. Rồi đây thì mát, đây thì giật, kẹp thì đây kẹp cộng, kẹp trừ, cò bóp nó làm sẵn hết trơn ha. Cò bóp dài khoảng 2,5 m 3 m nha anh em. Thì các anh em nào muốn xài cò bóp dài thì các em thì cứ báo với em thì em sẽ làm theo yêu cầu các anh em ha. Còn máy thì đây là máy của anh em đã hoàn thiện ha. Rồi tí mình sẽ đóng gói gửi hàng cho tất cả các anh em luôn. Rồi mình chào anh em ha.